Thầy, con có ý nghĩ này là mình có cái niệm xấu là do mình cái lậu lạc đó là do mình suy nghĩ thắc ý. Còn nếu mình vô lậu để mình quét. Còn nếu trường hợp mà cái niệm là nó như lý thắc ý thì thế này. À, cái như lý thắc ý là cái pháp rồi con. Nó pháp rồi. Ừ, nó pháp rồi. Nó là tập pháp giác chi rồi. Đã đi đánh nó sẽ vô rồi. Nó là tập pháp giác chi rồi. Cái về cái nhân quả của cái chùm nhân quả của gia đình của mình á là cái nhân quả của quá khứ chứ không phải là hiện tại đâu. Còn cái nhân quả hiện tại con làm một điều ác nó sẽ sinh ra những cái người mà làm ác mà họ chịu lãnh những cái quả khổ của nó trong cái hành động ác của con là cái nhân quả đó. Cái nhân quả mà cái để mà tái sanh để thành một cái duyên mà nhân quả sau này đó là cái chùm nhân quả của mình đó, là cái chùm nhân quả. Sau khi con bỏ thân á, thì những cái từ trường mà còn lại cuối cùng để tái sanh cho con á, thì cái từ trường đó hoàn toàn là nó sẽ thành ra cái môi trường sống xung quanh đó là những người mà con sẽ quen biết như cha mẹ anh em chị em ruột thịt. Đó là cái môi trường của nhân quả thuộc về cái nhân quả của khi mà con bỏ thân này nó thành cái nền tảng nhân quả của một chút sau. Còn cái nhân quả mà hàng ngày của con đó là cái nhân quả đó là để trả dai dai trả những cái quả. Ví dụ như con ăn thịt gà thì cái hành động mà con giết gà, con nấu cháo rồi con làm cái này kia rồi con ăn uống những hành động ác đó đó, nó thành cái từ trường nó đi sanh làm những con gà. Nó là nó luôn luôn nó có những cái quả, nó cũng như một cái trái mít, một cái mít nó ra nhiều trái, rồi cái trái mít đó nó có nhiều hột nó đang lên. Thì trong khi con sống, con đang sống chứ, nhưng mà nó có những cái quả của con rồi, nhưng cái quả đó lại trả cái nhân quả thiện ác của con thôi, con hiểu không? Còn cái nhân quả mà cuối cùng gọi là cận tử nghiệp đó, con hiểu cái cận tử nghiệp chưa? Cận tử nghiệp đó là cái môi trường nhân quả cho con để con tiếp tục trong những cái hành động của con thiện ác đó, nó quân lại nó thành ra một cái những cái người kế tiếp đó nó ở trong cái môi trường những người thân quý thuộc của mình để trả dai. Chẳng hạn mình muốn cái gì đó họ cản trở làm cho mình buồn tức, đó là nó cái nhân quả trả dai. Còn mình muốn gì đó họ giúp đỡ họ an ủi sách tấn mình đó, họ làm cho mình thích thú nữa đó, đó là cái nhân quả thuận thuận duyên với người kia. Những người đó cứ thương mình mà mình cứ phá hoài người đó à, ví dụ như đứa con nó phá của cải lắm mà cha mẹ cứ thương đứa đó, cái bao giờ cũng dồn cái đứa đó thì tức là nợ nó, đó là cái chùm nhân quả, cái nền tảng nợ dai của nó hiện qua một cái cận tử nghiệp. Còn cái kia là cái nhân quả của từng cái phút giây mà chúng ta tạo những cái ác mà nó thành cái nhân quả đó để trả dai những cái hành động ác thiện của chúng ta mà. Đó rồi không có nhân quả, cho nên con thấy rồi có tuy là một cái cây xài, tuy là một cái cây xài nó ra nhiều quả, nhưng mà có những cái quả con thấy nó lên nó ra cái trái của nó, cái đặc tính của nó gần như cái trái mẹ của nó. Nhưng mà có trái xài nó lại lên cái cây, nó ra cái xài nó lại lai đi, nó chua hơn, con thấy không? Nó do cái ác hay cái thiện của nó, tức là những cái điều kiện đó là suốt trong cái quá trình con người sống thì nó đều có những cái nhân cái quả của nó, kêu là nó không phải là một cái hạt cái nhân thôi mà nó nhiều cái nhân ở trong đó. Và cuối cùng cái cận tử người nghiệp đó là cái người đó đi, nó cũng là cái nhân quả chứ không phải là cái người đó có linh hồn đi tái sanh đâu, mà cũng là nhân quả, nhưng mà nhân quả cận tử nghiệp, cái người đó sắp chết rồi từ trường. Lý gì con thấy cái cuối cùng cuộc sống của chúng ta nó cũng còn ở trong cái hành động thân mình ý của họ, con hiểu không? Cái hành động thân mình ý của họ. Bây giờ con còn trẻ này, con làm những cái điều ác thì nó có cái nhân quả, nó cũng tiếp tục nó sanh rồi, nó thọ lấy những cái khổ rồi. Nhưng mà khi mà gần chế con rên la, con lăn lộn, cái mà rên la lăn lộn đó nó sẽ tương ứng với ai đó, thì cái từ trường mà rên la lăn lộn đó là cái cận tử nghiệp của con. Khi mà có tác trở thì cái tự nghiệp đó thì nó tương ứng với cái chùm nhân quả của nó, là nó sanh lên cái chỗ đó là nó thành ra coi như là những người thân cha mẹ của mình, anh em ruột thịt của mình, dòng họ của mình không một chùm đó để mình sống lần đó. Nó có cái nghịch cái thuận nó để mà nó trả dài với nhau chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên mình đứng ở trên góc độ đó mình biết cái cận tử nghiệp và cái nghiệp chưa phải cận tử, bởi vì nghiệp đi tái sanh mà. Cái nghiệp là cái thói quen, cái ác pháp, cái hành động của mình nó tiếp tục nó tái sanh. Bây giờ mình làm ra thì nó tiếp tục nó tái sanh chứ nó không có đi đâu hết, nó tương ưng rồi nó tái sanh. Còn cái cận tự nghiệp là khi mình bỏ cái thân này, không còn cái thân này nữa, tức là mình chấm dứt cái thân này, không còn làm điều thiện nữa, đi nó hoại diệt rồi, thì nó chấm dứt nó hết cái hành động thiện ác của cái thân này rồi, thì đó là gọi là cận tự nghiệp. Thì cận tự nghiệp đó trước khi mà con nhắm mắt con chết á thì nó có cái hành động thiện ác của nó chứ không phải là không. Bởi vì con đường nhân quả mà con thấy
từ khi tôi sinh ra cho đến khi mà tôi chết, tôi luôn 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 tôi làm những cái hành động thiện ác chứ không có cái gì khác. Cho tới giờ chết tôi cũng còn cái thiện ác đó. Cho nên đâu phải là những cái trái mít cuối cùng đó nó mới lên cái hộp của con, mà những cái trái mít đầu tiên của cây mít đâu có nghĩa là nó chờ cho tới cuối cùng con chết nó mới sanh đâu. Cho nên gì đó nó, nhưng mà những cái trái mít đó hiện giờ nó sanh để nó trả cái quả khổ đau mà do chính con làm. Còn gì tận tự nghiệp là cái thân mà hiện tại con nó sẽ hết, nó cuối cùng nó không làm cái nhân quả nữa, bị nó chết rồi nó không làm nữa. Mà nó không làm nữa thì cái nhân quả mà trước khi chết nó cái đó nó bắt đầu nó tiếp tục nó sanh đó. Đó là bây giờ cái môi trường đó nó thành cái môi trường thân nhân của chính cái cận tư nghiệp đó. Còn cái kia là những cái người thân của nó cũng tái sanh, nó làm con người đi, nhưng mà nó trả những cái quả đó là nó cũng tương ưng với cái người khác, nó cũng giống nhau như vậy. Nhưng mà khi mình bỏ thân này rồi, cái cận tư nghiệp đó nó trở thành cái nền tảng của cái những người thân cuối cùng của mình đó, cái cận tư nghiệp đó. Nhưng mà từ cái chỗ đầu tiên cho đến cái chỗ cận tư nghiệp cuối cùng, nó vẫn là nhân quả, nó vẫn là nhân quả. Nhưng mà mỗi cái hành động thiện ác thì nó nằm ở trên cái từ trường, cái nền tảng nhân quả thiện ác, nó cũng có cha mẹ dòng họ. Nó sanh ra con gà thì nó cũng có cha mẹ của con gà. Rồi cái môi trường nó hoặc là con gà của nông dân đó thì nó thả đi rộng rãi, nó bươi chỗ này chỗ kia nó ăn. Còn con gà công nghiệp đó, thì nó nhốt ở trong cái lồng như vậy thì nó không có rộng rãi. Thì do đó, do nó tương ưng, nó do tương ưng cái môi trường nó sống ở trong cái công nghiệp, cho nên vì vậy nó nhốt ở trong cái lồng, nó bỏ gạo thóc nước đó cho con gà đó cứ ở trong đó lấn vấn nó ăn thôi. Cho nên con gà này nó khổ sở như con gà bị nhốt tù, con hiểu không? Còn cái con gà mà cuối cùng mà nó sanh á, mà nếu mà con còn ăn thịt gà nó sanh á, mà giờ phút cuối cùng con sắp chữa chết rồi, tao bây giờ tao thèm thịt lắm, tụi bây cho tao con gà tao ăn là tao chết thì tao mới vui, chứ còn bây giờ mà không có con gà thì chắc tao chết tao thèm lắm. Thì bắt đầu con cái nó cắt bỏ con gà, nó đem làm thịt cho ông này ông ăn, ăn vừa rồi cái ông ngáp cái ông chết, thì đó là ông sẽ thành con gà mấy con hiểu không? Mà con gà này á thì nó lại tương ưng với cái môi trường của nó là con gà của ông nông dân. Cho nên như vậy mà nó trời ơi, nó đi rộng rãi, nó ăn nó bươi cái này nó phá cái kia. Vì cho nên cái nhân quả của nó là bị mấy thằng con nó bươi phá, nó lấy cây nó phá. Thấy không? Còn con gà công nghiệp nó bị phá. Con hiểu cái đó là môi trường của nó mà. Cho nên nó bị phá hoặc là bị đu đuổi, hoặc ba con chó nó dí nó cắn quá trời. Con hiểu cho đó, tại vì cái môi trường của cái nhân quả đó nó như vậy. Cái từ trường nó như vậy, cho nên cái nền tảng như vậy nó sao? Con hiểu không? Còn con gà công nghiệp nó trả cái quả. Nó trả quả. Bây giờ con hồi con đang còn sống, con đang chưa có chết. Nó chưa phải tận tự nghiệp mà. Cho nên vì cái nhân quả đó nó sẽ tương ưng với cái sự mà ăn thịt của con để nó trả lại con quạ, con gà, cái hành động của ác của con nó sẽ thành con gà. Người ta nhốt ở trong đó, người ta nuôi, người ta đem lên làm thịt thôi. Nên nó không có được chạy, mà chó cũng không dí thì người ta cũng không bị phan. Nó là những cái nhân quả, nó tương ưng, nó phải đúng, nó đúng cái chỗ đó. Đó là cái vấn đề mà nhân quả của những người thân thuộc mình là cái nền tảng của nhân quả mà trong cuộc sống của chúng ta nó trở thành cái nền tảng đó. Nhưng mà nhất là cái cận tử nghiệp.